Hello mọi người, hôm nay Lan sẽ hướng dẫn cho mọi người làm cái khẩu trang bằng cái khăn. Thì chính phủ hướng nói mình á là đừng có đeo khẩu trang y tế, tại vì khẩu trang y tế rất là hiếm, bây giờ người ta khó khăn để tìm để mà cung cấp đủ cho những cái bệnh viện. Họ khuyên mình đeo khẩu trang bằng vải. Thì đây là một cái cách làm khoảng 2 phút thì bạn đã có cái khăn bằng vải để mình đeo. Rồi mình không cần may tay cũng không cần may máy luôn. Dụng cụ của mình là một cái miếng vải này nè các bạn, đây là cái khăn. Cái khăn này nó có cái hình vuông đó, khoảng 3 gang, 2 gang rưỡi đến 3 gang tay nha. Rồi, mình có hai sợi thun. Đây là hai sợi thun này các bạn. Thun này rất là vừa tầm với cái mặt của mình mà nó không có bị đau tay mà nó giãn cũng tốt nữa. Thì cái này là đã đủ rồi. Rồi một cái nữa là cái kim băng. Kim băng này mình nghĩ nhà nào cũng có. Nếu mà bạn không có cái miếng vải này á, thì mình có thể dùng cái vải áo, hoặc là bạn dùng cái miếng bed sheet á, những cái miếng mà mình mua cái da giường họ hay cho cái miếng để mình trải lên cái giường đó, thì mình cắt ra mình làm ha. Cũng là cái cách làm này mình có thể làm để mình bọc cái khẩu trang y tế của mình đó các bạn, để cho cái khẩu trang y tế nó kéo dài cái tuổi thọ hơn. Thì đây là cái khẩu trang y tế duy nhất của mình còn nè. Mình đeo cái này mình cảm thấy nó cũng an tâm lắm các bạn, tại vì cái này nó là khẩu trang, nó có cái lớp vải ở đây nè, nó bằng ni lông đó, thì nó ngỗng ngăn được virus, mà cái này nó có cái gọng để nó bảo vệ cái mũi của mình. Nhưng mà mình có một cái thôi, mình muốn bảo vệ nó xài được lâu hơn thì mình bỏ nó vào trong cái khăn này, mình xài nó mỗi ngày, mình chỉ lấy cái khăn này ra mình giặt thôi, cái này mình vẫn giữ và mình dùng lại được. Bây giờ mình bắt tay vô mình làm ha. Thì bạn tạo cái khẩu trang 2 phút này đó, thì bạn có lót cái khẩu trang y tế vào hay không thì cái cách làm nó cũng giống nhau nha. Mình lót hay không thì tùy mình thôi ha. Đầu tiên á, bạn gấp cái khăn này lại làm đôi. Thì cái chỗ này nè, mình cho có cái nếp đó để mình biết nó là chính giữa, thì lát nữa mình canh nó cho nó dễ hơn. Rồi sau đó mình mở nó ra. Mình để cái mặt trái lên trên, mặt này là mặt phải xuống dưới ha. Xong đó, bạn để cái khẩu trang y tế này lên. Cái khẩu trang y tế này mình để sát ở ngay cái góc này nha. Đó, để sát lên. Và đây mình canh cho nó bằng hai bên này này, cho nó từ đây vào đây, từ đây vào đây cho nó bằng ha. Gập nó lên. Rồi xong. Mình được cái này, mình lấy sợi thun. Mình bỏ cái này vào. Chỗ này đó, bạn làm nó lên này. Mình làm cho nó chắc á, mình đeo á, cho nó chắc luôn. Mình không có gài cái kim, mình nghĩ nó rớt lên rớt xuống, mình lại lấy ra lấy vô, rồi mình sửa tới sửa lui, rồi nó cũng bị nhiễm khuẩn cái khăn của mình ha. Nếu tay mình dơ mà mình không kỹ thì mình làm nó càng dễ dơ cái khăn của mình nữa, cái khẩu trang của mình nữa. Mình lộn nó lại, mình sửa nó nha. Cái này cho mình giữ. Bây giờ mình có như vậy nè, mình đeo vô nha. Mình chỉnh hai bên tay cho cái khẩu trang nó nằm êm xuống, và mình bẻ chỗ sống mũi của mình xuống cho nó giữ kín chỗ cái mũi lại.